tiếp chung kết siêu mẫu Việt Nam. Kỳ duyên Hương Giang mặc rườm rà ở chung kết siêu mẫu Việt Nam 2018. Thưa quý vị và các bạn, hai nữ huấn luyện viên có mặt khá muộn ở khu vực thảm đỏ đêm chung kết cuộc thi siêu mẫu. Chung kết siêu mẫu Việt Nam 2018 diễn ra vào tối nay, 9 tháng 9 tại thành phố Hồ Chí Minh với màn tranh tài của 30 thí sinh gồm cả nam và nữ. Trước đó, chương trình được phát sóng dưới dạng truyền hình thực tế với 4 tập. Kỳ Duyên và Hương Giang đảm nhận vai trò huấn luyện viên trực tiếp hướng dẫn và thị phạm cho thí sinh. Xuất hiện ở đêm chung kết, Hoa hậu Kỳ Duyên chọn bộ cánh phá cách, mix giữa đầm và dương sư màu đỏ rực. Việc Kỳ Duyên làm huấn luyện viên ở một cuộc thi người mẫu gây không ít tranh cãi trong dư luận. Hương Giang cũng mặc rườm rà không kém Kỳ Duyên. Sau khi đoạt danh hiệu Hoa hậu ở một cuộc thi quốc tế, nữ ca sĩ trở thành cái tên đắt sâu trong lĩnh vực thời trang. Tuy nhiên, vị trí huấn luyện viên của cô vẫn bị khán giả nghi ngờ liệu đã đủ chuyên môn. Với chủ đề hành trình của lụa, chương trình được mở màn bằng tiết mục đồng diễn của 30 thí sinh trong trang phục đậm nét truyền thống. Dàn sao chung kết siêu mẫu Việt Nam 2018 cứ tốt nghiệp The Voice là có mặt ngay trên sân khấu lớn. Theo thông tin từ ban tổ chức, dàn sao xuất thân từ The Voice các mùa gồm Vũ Cát Tường, Ali Hoàng Dương, Ngọc Ánh, Thái Bình, Minh Ngọc, Gia Nghi sẽ trình diễn tại đêm chung kết siêu mẫu Việt Nam 2018. Dàn quán quân Á quân hội tụ trong chung kết siêu mẫu Việt Nam 2018. Đêm chung kết siêu mẫu Việt Nam 2018 sẽ quy tụ sự có mặt của dàn quán quân Á quân đình đám của The Voice, giọng hát Việt các mùa Vũ Cát Tường Á quân mùa 2, Ali Hoàng Dương quán quân mùa 4 và Ngọc Ánh cùng Thái Bình, Minh Ngọc, Gia Nghi là các tân quán quân Á quân của mùa 5. Vũ Cát Tường sẽ mang đến bàn mashup những ca khúc hit đình đám của mình, điều luôn khiến khán giả tò mò và trông đợi. Ali Hoàng Dương sẽ mang đến sân khấu chung kết siêu mẫu Việt Nam 2018 một ca khúc hoàn toàn mới, chưa từng biểu diễn ở bất kỳ đâu trước đó. Ali Hoàng Dương biến sân khấu đêm chung kết siêu mẫu Việt Nam thành nơi để xuất xưởng ca khúc mới của mình. Trong khi đó, Ngọc Ánh, Thái Bình, Minh Ngọc và Gia Nghi cũng sẽ mang đến những tiết mục vô cùng đặc sắc. Các gương mặt này hứa hẹn sẽ đem đến nhiều điều bùng nổ cho đêm chung kết siêu mẫu Việt Nam 2018, góp thêm nhiều màu sắc mới lạ, đột phá bên cạnh các phần thi cam go hấp dẫn của dàn thí sinh nam thanh nữ tú. Có thể thấy thật không ngoa khi nói, giọng hát Việt là bước đệm hoàn hảo cho những ai có đam mê ca hát. Ngoài việc các thí sinh tham gia sẽ được đầu tư chỉnh chu từ ngoại hình cho đến giọng hát, thì với giọng hát Việt, các thí sinh còn được đầu tư về thương hiệu bản thân. Giọng hát Việt mang đến một danh hiệu giá trị, nâng bước cho các thí sinh mở cánh cửa tiến vào làng giải trí. Khi tốt nghiệp giọng hát Việt, những Ngọc Ánh, Thái Bình, Gia Nghi, Minh Ngọc không chỉ có danh hiệu mà quan trọng hơn hết chính là hành trang, kinh nghiệm, những bài học quý giá có được sau suốt hành trình dài hơn 9 tháng gắn bó, tôi rèn tại đường đua giọng hát Việt, đồng thời mang đến hàng loạt cơ hội quý giá cho các gương mặt xuất sắc nhất xuất hiện trên các sân khấu chương trình lớn, nhận được sự tin tưởng, kỳ vọng từ đông đảo khán giả. Sân khấu chung kết siêu mẫu Việt Nam 2018 chính là minh chứng rõ nét và sinh động nhất cho sự tin tưởng ấy, bởi vì khi vừa mới bước chân ra khỏi giọng hát Việt chưa đầy một tuần, Ngọc Ánh, Minh Ngọc, Gia Nghi và Thái Bình đã có ngay tấm vé để trình diễn trên một show sân khấu lớn mà không phải ai cũng có cơ hội để sở hữu. Những năm qua, khi các cuộc thi âm nhạc nổi lên nhiều như nấm mọc sau mưa, nhưng giọng hát Việt vẫn giữ vững vị thế bởi không chỉ chất lượng, chương trình luôn không ngừng thay đổi. Điều đột phá khó đoán trong từng mùa mà quan trọng hơn hết chính sự thành công của các quán quân, á quân và dàn thí sinh nổi bật hậu thi thố mới là lá tem bảo chứng cho giá trị của cuộc thi đình đám uy tín này. Cùng đón xem màn trình diễn đầu tiên với các ca khúc hoàn toàn mới của dàn á quân quán quân giọng hát Việt các mùa hội tụ trên sân khấu của chung kết siêu mẫu Việt Nam 2018 đang truyền hình trực tiếp trên sóng VTV3.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ cung cấp những câu chuyện hay hấp dẫn ly kỳ đến quý vị. Quý vị nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.